tiếp đến là Ma A33, gồm có 4 chậu siêu to khổng lồ, giá độc chỉ có 380.000 nhá. Trời ơi, không mua thì tiếc lắm các bác ơi. Đây, cái này là cái lá này, lá hàng đầm lầy, nó cổ kính nhá. Nó không được ăn phân thuốc đấy các bác nhá, chứ nó không sao đâu nhá. Một này, to lắm ấy. Hai này, cái này nó bị một vết đây nhá. Cái nào mà em nhìn thấy nó rõ lỗi thì em chỉ, mà em không nhìn rõ thì các bác cũng hoan hỉ giúp em nhá. Hai này, siêu đẹp luôn ấy, gọi là siêu to luôn, siêu cánh buồm, như cái bông hoa này nó ra thì dài lắm. Ba này, đây bị một tí lá nhá. Bốn này, những cái bông hoa này này nó sẽ dài qua lá nhá. Mọi cái hoa của các bác là nó chỉ đến đây thôi, nhưng bông hoa này nó sẽ dài qua lá. Ê, em cho các bác xem lại cái bông hoa đang nở thực tế tại vườn nhà em đây. Đây các bác ơi, các bác nhìn chưa? Nó là siêu dài luôn, nó sẽ dài qua lá nhá. Đấy. A34 này, gồm có 5 chậu, giá 330.000. Chậu thứ nhất này, lá chân nó hơi bị xước xước một chút nhá. Chậu thứ nhất này, chậu thứ hai này, nếu mà đổi nó 5 chậu 6 cây nhá. Để mà nói là cái giá hàng cân ý, mình lại giá so với những cái shop khác thì giá rất là tình thương, mến thương luôn. 3 chậu này, 4 chậu này, này nó hơi lỗi một tí nhá. 5 chậu 6 cây, giá độc chỉ có 330.000 thôi. A35, gồm có 4 chậu, giá 350.000. Nó to hơn thì nó sẽ đắt hơn, nó nhỏ hơn thì nó vào, hoặc là nó nỗi hơn thì nó sẽ rẻ hơn một chút nhá. 2 này, 3 này, rồi toàn cầm cái cây nó toàn nó gãy cả cổ tay em. 3 này, 4 chậu 5 cây, giá 350.000, mã A35. Chậu này chậu 2 cây nhá các tình yêu nhá. Đấy. Nụ này các bác nhìn thấy chưa? Phun nụ hết rồi. A35 này,